Thanh xuân của bạn thế nào? Thanh xuân của tôi là từ lúc tôi gặp cô ấy. Bao giờ mà tôi có chết đuối ở dưới á, chỉ có đạo diễn mới có quyền kéo xác tôi lên thôi. Người ta cứu mình, mình không cảm ơn người ta thôi, chứ mình còn nói này nói nọ người ta nữa. Mày có trái tim không vậy? Tên gì? Phúc. Mới lên Sài Gòn hả? Mới lên Sài Gòn. Động cơ mới lên Sài Gòn là cái gì? Bộ mày công an sao mày điều tra dữ vậy? Phúc coi tắm rửa thay đồ ăn cho lẹ đi rồi đi lên đoàn làm chung cho tôi nè. Làm như diễn viên ai làm cũng được. Bằng chiêu mày bằng không nổi mày ở đâu mày phá đồ của mày đoàn. Làm gì có bán sầu riêng, chuối, khoai mì, khoai lang, bánh da lợn. Ai mua thịt lợn không? Còn Tuấn, cua Ngọc. Mà Ngọc nói gì nè? Không phải gu. Yeah. Anh em mình là cái gì vậy? Anh em mình là lũ ngốc vậy. Món ăn đã có nhưng thằng Phúc chưa ca. Thôi mỗi người ăn đi. Anh quá đẹp. Đúng. Vậy mà Huyền không chấp nhận tình cảm của anh. Đúng. Anh nên theo người phụ nữ khác. Không. Sao vậy? Anh là dân giang hồ. Đánh cho dính bầu. Ta đã quyết định rồi. Ta sẽ sinh em bé. Ba đứa bé là ai? Ba đứa bé là ai? Mày còn không nói gì mày bỏ mẹ cái thai luôn đi. Không nói được hả? Thôi không nói được đừng nói. Cảm ơn má. Sĩ Đan Trường, tóc hai mái đẹp trai. Con có nổi tiếng một cái bài gì mà từ khi em không còn về quanh sân. Ngân 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 chỗ này. Anh đã bao đêm bao ngày thương nhớ. Nhưng mà hát nhạc trẻ chứ không phải hát nhạc cải lương như má mới hát đâu nha. Chắc cha má đang đi về nơi xa. Tự nhiên thấy nó xa xa chứ.